Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc phục vụ và hỗ trợ. Thực trạng hiện nay thì mức thu nhập của các nhân viên này còn quá thấp. Các anh chị gặp nhiều khó khăn để đảm bảo đời sống. Họ phải tìm việc làm thêm và chưa dành nhiều thời gian để đầu tư nâng cao chất lượng công việc. Thầy cô giáo chúng tôi mặc dù mức lương còn khiêm tốn, nhưng chúng tôi được thấy động viên khi có phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi. Nếu các anh chị nhân viên có được thêm khoản phụ cấp công vụ hoặc chế độ lương cao hơn, người lao động sẽ yên tâm ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với nhà trường và nỗ lực công tác tốt. Vấn đề thu nhập của các nhân viên trường học, ví dụ như nhân viên về thư viện, về kế toán, y tế v.v. thu nhập là thấp hơn so với các nhà giáo, không được hưởng một số các cái phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, sẽ không thể áp dụng theo cách mà đã áp dụng cho đội ngũ nhà giáo được, bởi vì tính chất hoạt động khác nhau. Riêng đối với các giáo viên lên lớp thì đấy là cái đặc thù của công việc của giảng dạy, thì cần có những cái ưu đãi riêng cho nghề. Thì còn ví dụ đối với vị trí việc làm kế toán thì cũng giống như công việc kế toán của các cái đơn vị khác, cho nên sẽ không thể áp dụng được các cái phụ cấp và các cái ưu đãi dành cho giáo viên. Tuy nhiên chúng tôi cũng thống nhất là cần có những cái tăng cường, những cái kiến nghị về mặt chính sách để làm sao đó mức lương của các cái vị trí việc làm này để có sự cải thiện cho mọi người có thể yên tâm công tác, không bị tủi thân so với những người đồng nghiệp khác trong cùng một đơn vị, cùng một cơ sở mà họ đang làm việc, dễ có cái sự so sánh và sự khó khăn cũng là có thật. Nhưng quả thật chúng ta ngành giáo dục không tự quyết được vấn đề lương, mà chúng ta cần phải làm việc với các bộ ngành, đặc biệt là phía Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và thậm chí các cấp cao hơn nữa.